Mến chào quý vị các bạn đến với là Tika Bonsai. Hôm nay mình giới thiệu một số món đồ xưa, chỗ điểm bán của Thanh Triệu ở Ung Môn, Cần Thơ. Rồi giới thiệu gì đây Triệu ơi? Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Triệu có một mớ đồ đồng với chậu, lu, chanh với xe bồ gô, bít ba bồ gô, mobilet bồ gô nha, để giao lưu với cô chú anh chị mình. Đó, đây là mã số 1Y. Đó chính là một cái mâm tứ linh long lân quy phụng, biểu trưng tượng cho mời chính giữa là chữ thọ nha. Đó, với lại 12 con giáp xung quanh mâm luôn. Rồi quay đó, coi rồi. Biểu tượng là cho tốt nha cô chú anh chị mình ha. Đó, mâm tứ linh. Đây là dập nổi. Mâm này thì sau năm 75 nha cô chú anh chị mình nha. Đó, đồ này thì không có già tuổi. Bằng gì? Đồng. Dạ, này là bằng đồng. Đó, này lại mới chùi đánh bóng lại. Rồi, đó cho nó sáng để treo tường nha. Đây. Đường kính mâm là 52. Rồi. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đây, mã số 1Y đầu tiên. Đó chính là mâm tứ linh long lân quy phụng. Quay qua mặt qua đèn. Đó, cái này dập nổi rất là đẹp nha. Quay qua luôn. Đó, đây cái móc này là để dành treo tường nha cô chú anh chị mình ha. Đó, xung quanh đều là bằng đồng tất cả. Đó, mâm rất là đẹp. Đó, mâm tứ linh long lân quy phụng. Cân nặng cái mâm á là 1,3 kg. Đó, rồi. Cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Này là bao chất liệu bằng đồng cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, 1,3 kg em bao cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, 1Y có giá là 1,5 triệu, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Mã 2Y. Đó chính là một cây cân giá bằng đồng. Đó, trước năm 75, trên 50 năm tuổi rồi nha. Chỗ này thì nó bị lỗi tét nhẹ. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em. Cân giá bằng đồng. Đó, cân có thể được 20 kg. Đó, trọng lượng nặng của nó luôn á là 1,2 kg. Này là em bao đồ chuẩn xưa nha. Đó, đây cô chú anh chị mình xem giùm em. Chất liệu nguyên cây đều là bằng đồng hết, chỉ có cái khoen này là nó là bằng sắt thôi. Chưa còn đánh bóng tất cả không? Dạ đúng rồi anh. Nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu đánh bóng thì chúng em sẽ hỗ trợ đánh bóng miễn phí cho cô chú anh chị mình luôn. Dạ, quả cân là bằng đồng. Nói chung là tất cả là đều là bằng đồng hết. Đó, đây. Đánh bóng lên là nó sáng như bộ lư mình vậy đó nha cô chú anh chị mình ha. Đường kính dĩa là 2,5 tấc. Rồi lật cái dưới lại nè. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, liền lạc luôn. Cân này ngày xưa của người ta hay cân cá. Đó, ở ngoài chợ nha. Mã số 2Y. Trọng lượng nặng là 1,2 kg. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 1,000,000, bao phí ship toàn quốc. Đánh bóng miễn phí cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây thấy em có một cái tô. Còn một cái tô nha, mã số 3. Trọng lượng nặng của nó luôn á là 1,3 kg. Đó, xung quanh là nó chạm nổi mai lan cúc trúc bằng đồng nguyên thủy nha. Cái này là bao em bao cho cô chú anh chị mình bằng đồng luôn. Nếu mà bằng sắt miếng nào thì cô chú anh chị mình sẽ trả lại cho em. Đây. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Nặng là 1,3 kg. Chiều cao cái tô lên là 1,1 tấc. Đường kính ngang của nó luôn là 2,4 tấc. Đó, đây cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, xung quanh của nó chạm rất là đẹp. Đây là bằng đồng nha. Bằng đồng nó bọc qua bạc ở ngoài, nhưng mà nó mất đi lớp bạc rồi, theo thời gian nó mất đi lớp bạc. Trên 50 năm em bao cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, rất là đẹp. Một cái tô. Đó, mã số 3. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1,8 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn nha. 1,800,000, bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Tới bình bông vỏ đạn. Đó, bình bông vỏ đạn là nặng 2 kg. Nặng là 2 kg. Chiều cao lên là 3 tấc. Đường kính miệng là 1,8 tấc. Em bao bình bông vỏ đạn nguyên thủy bằng đồng. Đó. Đây, theo bụi thời gian. Theo bụi thời gian của nó sẽ bị ngã màu. Đó, đây 105 ly nha. Đó, cái này cô chú anh chị mình có mua thì có muốn em đánh bóng thì em sẽ hộ đánh bóng miễn phí cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 4Y có giá là 2,2 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn.
Số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây là hai cái chén, này lại bán một cặp nha. Đó, chén này là chén đồng, bọc bạc ngày xưa. Xung quanh là lắc kê bạc nha. Đó, chén bằng đồng mà lắc kê bạc. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, mã số 5. Cái này là em chưa đánh bóng chùi rửa luôn. Cô chú anh chị mình có nhu cầu đánh bóng chùi rửa là nó sáng lên nó rất là đẹp. Đó, là nó sẽ lú màu đồng ra, em bao là đồng nguyên chất. Đó, không lai miếng nào luôn. Đường kính chén là 1 tấc 4. Đó, chiều cao lên của nó luôn là 8 thân. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Xung quanh này là tại vì nó theo thời gian nó mới bị đen nha. Em bao cho cô chú anh chị mình là đồ xưa, chuẩn xưa. Đó, em bao chuẩn xưa, xung quanh của nó là chạm nổi mai lan cúc trúc rất là đẹp luôn. Đó, chưa đánh bóng chùi rửa, cô chú anh chị mình có nhu cầu đánh bóng chùi rửa thì em sẽ đánh bóng chùi rửa miễn phí cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, trọng lượng nặng của nó luôn á là hai cái chén này là 800 gram, mã số 5. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn là giá là 1,6 triệu một cặp nha, bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, đây tới hai cái chén nhỏ nha, cũng là bằng đồng luôn, một cặp luôn, 300 gram. Đó, mã số 6Y. Đó, đây là xung quanh của nó là còn lắc kê đồng nha, á lắc kê bạc nha. Đó, chén đồng mà lắc kê bạc. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, đó, xem kỹ giùm em nha, rất là đẹp luôn. Chén này là cái tích của nó là song long chanh châu. Đó, đánh hết lớp bạc này ra, bỏ lớp bạc là nó tới lớp đồng. Em bao chuẩn xưa cho cô chú anh chị mình luôn. Đường kính chén là 9 phân. Đó, chiều cao lên là 6 phân, 5 phân. Chiều cao lên là 5 phân. Đó, đây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây cái còn sáng, cái còn hơi... Dạ đúng rồi anh, cái lắc kê bạc nó còn hơi nhiều. Đó, bởi vì nó hơi sáng, còn cái này nó hơi xuống là tại vì nó gần mất đi lúc lắc kê bạc rồi. Cô chú anh chị mình có nhu cầu đánh bóng thì em sẽ đánh bóng nó ra thành màu đồng luôn. Rất là đẹp luôn nha. Đây, mã số 6 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 1,2 triệu một cặp. 1,2 triệu một cặp, hai cái, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, tới em có một cái mâm xưa trước năm 75, nặng là 1,7 kg. Đó, mâm đồng nặng là 1,7 kg nha. Cái này là em bao cho cô chú chị mình là chuẩn xưa, mâm trơn. Đó, đường kính mâm là nó 4 tấc 3. Đây, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, mâm trơn không có gì hết. Nặng là 1,7 kg nha. Đó, rất là dày. Đây, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, đó, mâm trơn rất là đẹp luôn. Đây, trọng lượng mâm này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1,5 triệu, bao phí ship toàn quốc nha. Đó, 1,5 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, tới em có những cái thố Nam Bộ nha cô chú anh chị mình ha. Đây, mã số 8Y. Đó, thố này là thố màu Nam Bộ. Đó, thố này có thể là trên 70 năm tuổi rồi nha. Đó, gốm Nam Bộ xưa, lái thiêu. Đây, cái nắp thì còn lành tích 99%. Đường kính thố là 1 tấc 9. Cao lên là chắc cỡ tấc 9, 2 tấc nha cô chú anh chị mình ha. Để hơi em đo cho chính xác luôn. Đó, hàng lành tích còn rất là đẹp luôn nha. Thố này ngày xưa người ta đựng cơm mẻ ngày xưa nha. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Rất là đẹp. Đó, đây. Đó, hàng còn lành tích luôn. Đó, bao cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rất là đẹp luôn. Đó, chiều cao lên là nó 2 tấc. Đây, thố mã số 8 em giao lưu là 1,000,000, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, 1,000,000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn, mã số 8. Đó, 8Y. Đây, mã số 9, tức là một cái thố sơn thủy rất là lớn, mã số 9 nha. Đây. Đó, chỉ có một đường gân chỗ này nha cô chú anh chị mình ha. Đó, để em dỡ cái nắp ra, gỡ cái thố ra. Cái nắp thì còn lành tích 99%, không tì vết nào hết. Đó, đây cô chú anh chị mình xem giùm em. Không tì vết nào hết. Cái nắp còn nguyên si. Đây, cái thố thì cái đế thố nó cũng vẫn còn đẹp luôn nha. Chỉ có một đường hai gân, gân đường một hai chỗ thôi, như chỗ này nè.
trong mà đưa. Đây. Phía trong thì không thấy anh, chỉ có một hai nhân. Để xuống. Đó, đây tí xíu chỗ này nha. Gân gió nhẹ thôi. Đó, một hai đường nha. Đó, tại vì cái thố này nó cái miệng thố nó rất là lớn. Đây. Đây thố này là 2 tấc 3. Đó. 2 tấc 3 nha, thố sơn thủy. Đây, chiều cao lên là 2 tấc 4. Đó. Thố này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn, chính y. Đó. Số điện thoại của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới em có 3 cái bình sơn thủy. Đó. Bữa nay là em bán giá hữu nghị để thu hồi vốn lại nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Nói chung là một cái này là lành tích 99%. Chỉ có bị mẻ dưới chỗ này tí xíu thôi. Lấy tay kìa. Đó, còn tất cả đều lành tích hết. Đó. Còn cái này thì nó bị mẻ trên miệng tí xíu. Đó, chúng em đã tái chế lại. Đó, lái thiêu màu rất là đẹp luôn. Đây, cái này cũng như vậy luôn. Cũng tái chế lại tí xíu. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đây, ba cái mã số 10. Chiều cao lên là 2 tấc 1. Chiều cao là 2 tấc 1 nha. Đó, ba cái em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Ba cái bình bông 1 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới có em có 2 cái dĩa. Đó, rất là đẹp luôn, mã số 11. Đây, dĩa hoa văn màu vẽ tay, một cái hoa văn này là lái thiêu, còn một cái này chắc em độ là biên hòa. Nhưng mà đồ rất là già. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đây. Đường kính dĩa bên đây là 2 tấc 4. Đường kính dĩa bên đây là 2 tấc 2. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Hàng lành tích, dĩa này rất là già tuổi nha. Nó rất là đẹp luôn. Nó không tì vết gì hết. Đó, còn lành lặn rất là đẹp luôn nha. Đây. Hai cái dĩa em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 11Y, giá 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Tới em có 4 cái dĩa nha. Đây, 2 cái sơn thủy với 3 cái sơn thủy, 1 cái chanh tay dĩa màu. Đó, rất là đẹp luôn. Hàng lái thiêu rất là già, bao già cho cô chú chị mình luôn. Cái lớn nhất là 2 tấc 1. Đây, cái này thì 2 tấc. Còn cái này thì là 1 tấc 7. Đó, cái này chắc cũng là 1 tấc 7. Hàng lành tích 99%. Hàng lành tích 99% nha. Đó, mã số 12. Đây, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Hai cái lớn thì đều nó có mộc sản xuất lò nha. Đó, lành tích cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đó, lái thiêu rất là già. Đồ này là đồ bao già cho cô chú anh chị mình luôn. 4 cái dĩa em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc nha. Mã số 12, 4 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới mã số 13, tức là em có một chục tô, 9 cái nghe, không được chục nha. Đây, đường kính là 20. Đây là dĩa bông đào, tô bông đào nha, tô dũng bông đào. Đó, mã số 13Y, vẽ hoa văn vẽ tay chưa chùi rửa luôn nha. Đó, nhưng mà em bao hàng lành tích 99% cho cô chú anh chị mình luôn, 9 cái. Dạ quên em xin lỗi. Đây. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em, hàng lành tích nha. Bao cho cô chú anh chị mình luôn, nếu mà cô chú anh chị mình có lấy thì em sẽ rửa sạch sẽ để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đó, những cái tô bông đào vẽ tay không luôn. Ngày xưa hoa văn vẽ tay rất là cầu kỳ, rất là đẹp luôn nha. Dạ, 3 cái lớn với 6 cái nhỏ nha, 6 cái dĩa. Đó, đây. Đó, 9 cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 500k bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, mã số 13Y. Đó, số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới em có 3 cái thố màu. Đó, Nam Bộ xưa nha. Đây, rất là đẹp luôn. Hàng lành tích 99%. Một cái màu, 2 cái trắng xanh. Hình bông đào hết luôn. Đường kính thố là 9 phân. Mini rất là đẹp luôn nha. Mấy cái này trưng trong tủ rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Siêu tầm để mình lấy lại kiếp ngày xưa nha. Đó, thố bông đào. Mã số 14.
hàng lành tích, em bao lành tích thì cô chú anh chị mình cứ an tâm. Đó, ba cái em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc. Đây, ba cái là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, bữa nay em thu hồi vốn lại nha. Đó, ba cái là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, ba cái thố là 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, em có hai cái máy thu băng hiệu Sony. Đó, mã số 15i. Cái này thì thu băng thì nó sẽ không còn xài được, nhưng mà la vô thì vẫn còn xài được nha. Em bao cho cô chú anh chị mà luôn, cái này vô về cô chú anh chị mình để quán cà phê để vô hàng siêu tầm chơi nha. Cao lên 21. Hàng này thì lành tích 99% rồi, không bị bể mẻ chỗ nào hết. Chiều dài là 70. Dùng siêu tầm phải không? Dạ đúng rồi anh. Ngang của nó luôn là 20. Đó, hàng trưng bày để dành siêu tầm chơi nha. Chỉ còn nghe đài được thôi. Còn thô băng thì nó sẽ đã bị hư rồi. Mã số 15i. Đó, một cái thì 500. Đó, này là một cặp nha. Còn nếu cô chú anh chị mình mua một cặp thì chúng em sẽ bớt lại cho cô chú anh chị mình tiền cà phê nha. Một cái là 500. Đó, mã số 15i. Đó, còn cô chú anh chị mình mua một cặp thì chúng em sẽ bớt tiền cà phê. Hàng lành tích hết trơn luôn, không bị bể chỗ nào hết. Còn rất là đẹp luôn nha. Chỉ còn nghe la vô được thôi, còn đài, còn thô băng thì nó đã hư rồi. Đó, một cái là 500. Đó, một cặp đó là cô chú anh chị em bớt tiền cà phê lại cho cô chú anh chị mình luôn để cho vô siêu tầm đồ rất là đẹp. Đó. Đây, tới em có một cái la vô. Đó. Này cũng siêu tầm luôn. Đó, vẫn còn nghe đài được nha, cũng vô sưu tập được luôn. Cao lên là 1 tấc 7, vẫn còn xài được nha. Chiều dài là 2 tấc 7. Cái này là xài pin nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đó, mã số 16i. Đó, vẫn còn xài được luôn. Đó, cái này la vô này em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 800k bao phí ship toàn quốc. 800.000 800.000 em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, tới em có một cái bộ khay này thì em mua chung một lô của người ta. Đó, nhưng mà cái này cũng vô bộ sưu tập của người ta, bây giờ người ta nhường lại cho em nha. Đó, này là chắc bằng dừa. Mã số 18. Đây. Ly đồ rất là đẹp luôn nha, bình đồ cũng vẫn còn luôn, nguyên một bộ luôn, 6 cái ly. 6 cái dĩa và một cái bình trà nha. Bộ tách trà rất là dễ thương. Đây, em đo cái khay này đó là dài, ngang của nó là 26. Đây, chiều dài là 28. Gỗ dừa tiện rất là đẹp nha. Bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn có giá là 600k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Dạ luôn, nguyên hàng nguyên si. Đó, có gì em hỗ trợ chụp hình thêm nếu mà cô chú anh chị mình không tin tưởng. Đó, tới mã số 19 em còn được mấy cái chậu. Đây, bữa nay để giao lưu thu hồi vốn cho cô chú anh chị mình luôn. Một đường găng nứt bên đây, hai đường găng nứt bên đây, ba đường găng nứt bên đây. Đó, mai lan cúc trúc chiều cao lên là 28, phủ bì là 38. Đó, mã số 19i. Bao cho cô chú anh chị mình trồng cây thoải mái vô tư. Đây, đường kính là 38 nha, lọt lòng là 31. Đó, đế là còn nguyên si, chưa đánh bóng chùi rửa. Cô chú anh chị mình có nhu cầu đánh bóng chùi rửa thì chúng em sẽ làm đó cho cô chú anh chị mình nha. Đó, đây rất là đẹp luôn. Mã số 19i em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 700k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, đây tới 20i. Đó, cũng là mai lan cúc trúc luôn, một cặp luôn nha. Đây, mã số 20 cũng có một đường găng nứt tại chỗ này, chúng em đã tái chế keo tuyệt đối cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cao lên cũng là 28, phủ bì là 38, lọt lòng cũng là 31 luôn, một cỡ luôn. À đúng rồi, bên đây một đường nhỏ găng tóc nhẹ thôi anh. Đó, còn bên đây thì nó mới có đường nứt nhiều nha. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Dạ đúng rồi, bên đây thì nó hơi nhiều, bên đây là từ trên xuống dưới luôn. Đó, đây xuống tới đế luôn nha, chưa chùi rửa lại luôn. Đó, đây cô chú chị mình xem kỹ giùm em. Mã số 20i.
Đây, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 700k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 21y. Đó, cũng chậu lái thiêu rất là già. Đó, em đã tái chế keo này cạo ra nó ra nha. Đó, tại vì cái lớp men với lớp keo thì nó không ăn, chỉ có lãi thì nó ăn thôi. Đó, chỉ có đất nung thì nó ăn. Cao lên 27, phủ bì 42, lọt lòng 33. Đó, chậu cũng là mai lan cúc trúc luôn. Một đường. Đây. Âm thanh còn rất là chất lượng luôn nha. Đó, một lỗ thoát nước luôn, vẫn còn lò zin luôn. Chưa đánh bóng chùi rửa, chậu lái thiêu. Hịch tích là mai lan cúc trúc. Đó. Đây, rất là đẹp, nhìn chậu rất là già dặn nha cô chú chị mình ha. Đó, đường xi măng này nó không ảnh hưởng gì hết, cô chú chị mình có thể đục ra được nha. Đó. Mã số 21Y. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá 800k, bao phí ship toàn quốc luôn. 800 em bao ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó là số Zalo và Facebook luôn. Mã số 22Y cũng là mai lan cúc trúc luôn. Chỗ này thì nó dán xi măng hơi nhiều. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, bên đây thì cũng có một đường gân nứt luôn nha. Đó, nhưng mà trả giá thì nó rất là mềm. Cao lên là 27, phủ bì là 39, lọt lòng là 30. Đó. Đây. Mã số 22. Đó, trong đây nó đắp miếng xi măng nè, của chú anh chị mình thấy nè. Đó, em chưa chùi rửa đánh bóng luôn nha. Của chú anh chị mình có hỗ trợ đánh bóng chùi rửa miễn phí. Đó, của chú anh chị mình có nhu cầu thì cứ điện cho em. Đó, đây, chậu này rất là già, lái thiêu rất là già. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 600k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Vô những cái cây yêu thương của mình đi, nó nhìn cái phong cảnh nó rất là đẹp nha. 23Y. Đó, cũng là chậu xanh ngọc mai lan cúc trúc. Đây, cũng có một đường, hai đường gân nứt phía bên này, một đường bên đây, một đường bên đây là hai đường. Chiều cao lên là 28, còn bên đây là lỗi lò nha. Đó. Phủ bì là 38, lọt lòng là 31. Đó, 23Y. Còn đế là còn nguyên si luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, đế là còn rất là đẹp luôn. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em. Đó, trong đây là nó có tái chế keo tuyệt đối luôn. Đó, à, cái đế đó là không sao anh, cái đế đó thì nó cũng hơi gân nhẹ không sao. Đó, cũng có giá là 600k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. 23Y. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới các em có một cái lưu lái thiêu. Mã số 24Y. Lưu lái thiêu màu tím. Đó. Chiều cao lên là 56. Đó, để em gõ thử coi. Rất là dày. Chỗ này nó có tái chế nha. Đây, coi giùm em anh. Nó bị lỗi men á, người ta chét nước sơn lên cho nó tiệp theo á, chứ bị lỗi men. Đây, bên đây một cái nữa nè anh. Hai cái, đó. Giống như là bị lỗi men á anh, người ta quét lên vậy đó. Đường kính miệng là 33. Lọt lòng miệng của nó luôn là 27. Hàng lành tích 99%, chỉ có hai dấu lỗi men đó thôi. Nhưng mà người ta đã làm lại. Dạ rõ rồi. Đây. Đế còn rất là đẹp luôn nha. Đó, em mua về mà em chưa có ấy luôn. Mới mua về luôn nha. Đây. Cái đế này chắc nó có bị lủng rồi, người ta chấm xi măng lại nè anh. Lủng lỗ chỗ này nè. Đó. Đó, đây. Còn tất cả đều lành tích luôn. Đó, lưu này em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, có giá là 2 triệu bao phí ship toàn quốc nha. 2 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây. Tới lưu mã số 25, em cũng mới giao lưu luôn. Hàng này lành tích nha. Đó, rất là dày. Đó, hàng rất là dày dặn luôn nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao lên là 53. Đó. Đây. Miệng lưu phủ bì là 36. Lọt lòng là 26. Đó. Bụng này của nó luôn là 150. Cái này cái gì vậy? Cái này hả? Ừ. Nó bị mẻ hay gì? Trong rồi, à mấy này hả? Mấy cái này chắc mấy cái lỗ mà người ta để ấy vô cho nó dày quá đó. Cho nó mờ
đun men cho nó chín men á. Dạ, chín cốt đất của nó đó. Dạ, không phải phang. Nếu mà phang thì nó một hai lỗ thôi, còn này là đều hết trơn nè. Cũng giống như người ta đâm vô để cho nó cái cốt đất nó dày quá đó. Nó cho nó chín cốt đất ở trong. Đó, mã số 25. Em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, có giá là 1.300.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. 1.300.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Tới em có chiếc xe nha. Đây, Mobilet đó, Bồi Go. Hàng bao cho cô chú anh chị mình luôn, vẫn còn xài tốt nha. Tốc độ chạy khoảng cỡ MG. Đó, đạp một cái là chạy một cái nha. Đây. Đây, cô chú chị mình xem kỹ giùm em nha. Nước sơn là còn ghim luôn. Nước sơn là còn ghim luôn nha cô chú chị mình ha. Đó. Đây, còn ghim đồ khoảng cỡ được 90%. Đó, phuộc đồ là vẫn còn xài tốt. Dạ, niền đồ cũng là ghim của nó luôn, chỉ có vỏ là mới thôi. Đó. Còn tất cả đồ nó ghim khoảng 90% cho cô chú anh chị mình luôn nha. Bao cho cô chú anh chị mình chạy tốc độ đây nè. Đây. Bao cho cô chú anh chị mình chạy tốc độ của nó luôn á là khoảng cỡ 50. 50 phân khối trên 1 giờ nha. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Dạ, đó, đèn cũng vẫn còn ghim luôn. Đó. Dạ đúng rồi, bóng thì có thay. Đó. Đó, đó là xài đèn. Đây, xăng pha nhớt nha. Mobilet. Đó, Bồi Go rất là đẹp luôn. Nước sơn còn rất là đẹp nha. Cái này nước sơn này người ta dán cái lớp keo phủ ở ngoài nè, về mình gỡ cái lớp keo ra vẫn được. Đó, người ta kỹ người ta dán. Đó, xài rất là kỹ. Tốc độ chạy là bảo đảm cho cô chú anh chị mình luôn là trên 50. Đó. Xăng pha nhớt rất là đẹp. Dạ. Bằng đạp này sao? Bằng đạp đó ha, bằng đạp đó là ghim của nó luôn đó anh. Em mua theo của nó là như vậy luôn á. Dạ. Đó. Đây. Cô chú anh chị mình xem giùm em. Đây. Đó, đây cô chú anh chị mình xem cái dàn sau của nó luôn đây. Vẫn còn chữ luôn. Gì? Đó, Mobilet rất là đẹp luôn. Dạ không anh, nước sơn vẫn còn ghim, chỉ có bị một chỗ này nè. Nó nổ sơn là ở đây thôi. Xung quanh nó thì chỉ nổ sơn ở đây thôi. Đó. Đây. Đây. Đó, xe Mobilet này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 20 triệu bao phí ship toàn quốc. Còn nếu mà cô chú anh chị mình ở miền Tây, đó, đồng bằng sông Cửu Long mình phí nó gần hơn thì chúng em sẽ giảm giá lại cho cô chú anh chị mình chút xíu nha. Đó, giảm giá cà phê là cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Đây tới em có hai bức tranh. Đó, rất là đẹp. Đó. Đây. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Chiều cao lên. Dạ. Đây, chiều cao lên là 1,5 m. Tán ngang của nó luôn á là 5 tấc 5. Đó, mã số 17. Đây. Đó, đó rất là đẹp nha. Rồi, cầm đi đừng có rung rinh được rồi. Đó. Ngang của nó luôn là 1 tấc rưỡi, ngang là 5,5 m. Đó. Đây tranh lụa nha. Rất là đẹp luôn. Đó, đồ này thì em bao cho cô chú chị mình là đồ xưa nha. Đó. Rồi quay mặt kia lại. Bằng gì, chất liệu gì? Này bằng lụa anh. Này bằng giải lụa nha. Rất là đẹp. Đây. Rồi, quay lại mặt kia cái nữa. Một bức thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn 1.500.000. Một bức tranh là 1.500.000 nha. Một bức là 1.500.000 mà cô chú anh chị mình lấy hai bức thì chúng em sẽ giảm tiền cà phê lại chút đỉnh cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip LTK Bonsai. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.